gia kinh, làm đêm, số tức xe, thuế thu nhập, công chê trong ép, tổng thuế, tổng trừ, công chê là khấu trừ đó, y cúp, y cúp là lương ngày, gia can kinh, gia tăng, can kinh lô, tăng ca đêm, ca bu tha tà, tạm ứng trước. Chê cho em cưng, lương tối thiểu, chê chiếc cưng, tiền trợ cấp thôi việc, thu hâm tê tà, bao gồm hưu y gia can, làm đêm ngày nghỉ, xích te, tiền ăn, hợp trong cưng lô si can, thời gian quy định, xin su rong ép, lương chính thức, kế cho bono, số tài khoản, dẫn trang kinh lô su tang, lương làm thêm ngày nghỉ, làm thêm giờ, kỳ trưng, tiêu chuẩn, xe cung nay nhóc, nộp nội dung không, nội dung thuế, xe cùm, tiền thuế, xi chế đồ, thực tế, khu vun, phân loại, su tăng hắc kinh hà kỳ, kiểm tra trợ cấp, hưu y dẫn rằng, làm thêm ngày nghỉ, các trong, các loại, gia can kinh lô su tăng, giờ làm việc ca đêm. Giờ làm việc ca đêm, su tang ở đây có nghĩa là trợ cấp, kinh lô là cận lao có nghĩa là làm việc, mà gia can là làm đêm. Quê cấp, quê cấp lương tháng, quê cấp kinh thành nên băng bớp, phương pháp nhận lương, hưu y kinh lô, ngày làm ngày nghỉ, cấp cho qua xe cung, lương và thuế, cấp cho san trong kỳ can, thời gian tính lương, si can cấp, lương giờ, dẫn sang kinh lô si can, thời gian tăng ca, giờ làm tăng ca, quế cúc kê san ha kỳ, cách tính lương, chế cho im cơm chê, mức lương tối thiểu, y tăng, lương theo ngày, kê san xích, cách tính, sang giao cùng, lương chính thức, tiền thử, đi Molita, công việc bị dồn lại, kỳ bôn cúp, lương căn bản, thời toro chi cúp pa đà, phải trả riêng, thông trang euro tu ro ba đà, chuyển vào tài khoản, dẫn man trong sàn, giờ làm việc quy định, không căng bô hồng, bảo hiểm sức khỏe, xe bu nè gió, tiền thuế, nội dung chi tiết, xe cung trong ép, tổng thuế, su tăng ân bạch tàng, được nhận tiền thưởng, dẫn giang kinh lô, tăng ca, công chê hả ta? Công chê tích trừ đi, trích trừ đi, công minh dân cung là lương hưu quốc gia, cúp cho nè gió, chi tiết tiền lương, hưu y kinh lô su tăng, nộp trợ cấp ngày nghỉ, hưu y kinh lô si can, giờ làm việc ngày lễ, chu minh xe, thuế nhân dân, si cúp, lương theo giờ, cúp cho trong hết, tổng lương, cung chê nè gió, nội dung khoản trừ, cô dông bông hồ, bô hồng, bảo hiểm tuyển dụng,
Dạ can kinh lô si can. Giờ làm việc ca đêm. Lúc cho em ăn xe sò. Bảng bảng lương. Sùng ép. Tổng số. Su tàn. Su tang lương tiền trợ cấp.